Vâng, chắc là mùa hè nào thì mọi người cũng phải dùng đến kem chống nắng. Và chắc chắn khi nhìn thấy cái dòng kem chống nắng như thế này thì mọi người sẽ nhớ đến nó là iSun. iSun nó thuộc sản phẩm của của cái thương hiệu Nature. Vâng. 3 năm trước thì nó có màu xanh lá cây. Năm ngoái thì nó có hộp màu vàng. Vàng như này ạ. Vâng. Nhưng mà sang năm nay thì nó lại thay đổi sang màu xanh nước biển. Mỗi năm nó một màu như thế. Thế nên đây là hàng mẫu mới nhất của năm nay, còn đây là mẫu năm ngoái ạ. Đây là mẫu năm nay. Mọi người biết là cái thành phần chính của trong cái kem chống nắng này nó là chiết xuất từ cái mầm hoa hướng dương. Nên là nó rất là lành tính. Chính vì thế mà da nhạy cảm chúng ta cũng có thể sử dụng được cái kem chống nắng này. Kem chống nắng này nó thuộc dòng kem chống nắng vật lý. Nên là nó có thể giúp bảo vệ da một cách rất là hoàn hảo. Ngoài ra nó còn có thêm những cái thành phần như là xóa nếp nhăn. Nói như thế không có nghĩa rằng là thành phần đấy là thành phần chính. Thành phần chính của nó thì tất nhiên vẫn là chống nắng rồi. Nhưng mà trong các cái thành phần để mà có cùng với nó thì nó có thành phần là chống nhăn. Đặc biệt thì khi mọi người sử dụng cái này nó khác hẳn hoàn toàn so với lại các cái kem chống nắng khác. Bởi vì khi thoa cái này lên một cái, thoa bằng cái bông phấn này lên thì mọi người sẽ cảm giác như là mình được chườm đá vào mặt ấy. Mát lắm, nó đúng như thế luôn. Thế nên là vào những cái mùa hè mà lúc nào mà nóng quá, chẳng hạn như là đi đâu về mà mình dặm cái lớp kem chống nắng này thì chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, bởi vì nó giảm nhiệt độ xuống đến 5 độ luôn. Cái chất kem thì cũng rất là mỏng, không hề bít dít, không hề bóng. Ngoài ra nó còn có thể làm được kem nền, mà hơn nữa thì cái giá thành của nó rất là ok, ok nhất trong các loại kem chống nắng. Thế nên đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý nếu như mà mọi người quên mà bỏ qua cái loại kem chống nắng này thì đúng là hơi lãng phí.